chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem dòng máy bay T30 của dòng máy DJI. Là máy bay này phun thuốc xạ phân xạ lúa, là được ba công dụng các bạn. Hôm nay mình cùng xem nó xịt thuốc các bạn. Này thì nó xịt thuốc một ngày tới mấy trăm công lận, tùy theo điều kiện thời tiết và đất manh hay là đất lâu các bạn. Nó không mát được đâu. Xả lúa thì nó cũng ngày cũng mấy trăm công á, mấy trăm công luôn. Rồi xả phân cũng ngày cả trăm bao luôn á, mấy trăm bao luôn á, tùy theo điều kiện và thời tiết. Mát không mát được. Đó. Thì lúa thì nó xả là cái bình của nó là nó mang được 25 kg. Còn phân thì là nó mang được là tối đa là 40 mấy 50 kg, tùy theo là cái phân nhẹ sát hay nặng sát các bạn. Ví dụ như kali thì nó nặng sát thì nó mang tới 50 kg, còn ok thì nó là 30 mấy kg gì đó. Đây cái để mình quay cái logo của máy bay cho bạn xem. Đây đây là không, dòng máy bay này là dòng máy của Lai Cam, Rumble, máy quay chống rung rồi này kia đó, là hiệu DJI này, hiệu này rất là nổi tiếng, làm đồ rất là chất lượng. Rồi bây giờ mình cùng xem máy cất cánh đó bạn. Bay vô tới cái vị trí hết thuốc hồi nãy đó, rồi bắt đầu mới hạ xuống 2 mét mấy rồi đó mới xịt. Bây giờ thì mình cùng xem phun xịt nữa bạn. Đó. Giờ thì bay rất là cao nhưng mà đến cây xịt thì hạ xuống còn là hai mét mấy à. Bay cao trên mặt ruộng là hơn 2 mét. Tùy theo mình muốn chỉnh cao thì cao, mình muốn chỉnh thấp thì thấp nữa mà. Đặc biệt cái dòng máy này là sức nặng nó rất là nặng, nó chứa trên máy bay nó chứa tới mấy chục ký lận, rất là nặng, do đó nên khi nào mà nó bay mà nó dừng lại á thì nó tự động bay cao lên các bạn. Do đó nên nó hạn chế là lúa đổ ngã. Không nó tự động bay cao lên. Nó chuyển làn là tự động bay cao lên các bạn. Thấy không? Rất là hệ thống rất là thông minh. Chuyển làn là tự động bay cao lên để cho mà giúp không thể nào mà đổ ngã lúa được. Chứ để nó khi mà những cái dòng máy bay khác á thì chuyển làn á, cái nó dừng lại đó bạn, trước khi nó dừng lại đó cái là nó đậu ngay trên chỗ đó một hơi, cái nó là thành ra nó đổ ngã đúng ngay chỗ đó. Chỗ này là nó khi dừng lại là nó tự động bay cao lên. À, với cái chiều cao này là hơn 2 mét trên mặt ruộng. Nói chung là mình muốn bay cao bao cao là nó bay cao cao đó bạn. Mình lại đây mình cùng xem cái dòng máy sạc pin đó bạn. Đây là cái máy sạc pin T9000, sạc 20 pin trong vòng 7 phút các bạn.
làm được một cầu cờ, hai cầu cờ, trong vòng 7 phút là đầy hai cục pin. Máy này thì mình khởi động bằng đầy các bạn, mình muốn dập dập mình muốn đầy đầy. Này anh đang vệ sinh cái bét các bạn. Cái này mỗi lần nó bét giờ mình lấy cái bàn chải mình đánh răng cho nó xương cái vậy là xong anh hả? Xong mà. Vậy là xong nữa ha. Quá dễ dàng anh đây. Đơn giản. Chỉ cần lấy cái bàn chải đánh răng của mình nè. Chà cái hàm răng của nó cái là xong rồi. Cái lượng nước cái này là mình chưa có lên tốc độ cao hả? Lên nó lưỡi ra nhiều nữa anh hả? Xả cặn. Xả cặn nằm dưới đít luôn ha. Đây bây giờ thì mình cùng xem ảnh pha thuốc nha bạn, đổ thuốc vô. Đổ nước trước thì miếng nước trước anh ha. Đúng rồi, tại cái bình nó hết rồi. Dạ. Bình nó khô nước luôn. Trong đó nó trong bình nó có cái hệ thống trộn thuốc trộn luôn anh ha. Đổ cho cái lúa này trúng hết biết lúa trúng rồi. Công cỡ tấn rưỡi gì mà cỡ 2 công rưỡi á. Mùa này vậy là trúng lắm rồi, nó màu nó đẹp cực kỳ luôn. Cái lá nó tốt cực kỳ không? Màu quá đẹp. Đi. Mới có 22 lít thịt cha. Ê, nó có để số lít nè. Cái loại máy bay này thì mình lựa được cái nguồn nước xịt nước ngon không? Nước sạch chứ. Ừ, xịt nước ngon không? Bởi vì cái thời tiết mình cũng mình thấy được mau nữa. Đúng rồi. Thời cái kêu cái theo số sách nước nè. Cái thời tiết mình cũng thấy được. Chứ đâu có cần thằng này đi theo sách chứ. Mình phun rất là mau do đó mình lựa được cái thời tiết. Chỉ cần im trời là mình ra tay chút xíu là xong. Trời có 29 lít à. Sao? Nó cảm biến. Nó mình kiểm tra là có cánh có gà an toàn chốt. Chưa gài an toàn nó cũng đâu chịu bay đâu. Bài cái mát cực kỳ đúng không? Thì mình cùng xem camera hành trình của máy bay T-30 các bạn. Trước sau đó. À, này chả nắng không thấy ha. Chứ camera hành trình của nó có trước sau luôn ha. Bài tới đầu là nó thấy cái, mình thấy trên đó luôn. Dữ thiệt chứ. Camera hành trình của nó. Đây bây giờ thì máy bay bay về nha bạn. Vô quá xa mày kia mình không có quay cho bạn xem được. Để nó bay gần. Bay gần mình quay cái cảnh đáp xuống cho bạn xem thôi. Bay này thì điều chỉnh độ cao thì mình muốn cao bao nhiêu thì cao. Muốn thấp nhiều thấp à. Mình muốn cho nó bay cao bao nhiêu thì bay cao, muốn thấp bao nhiêu thì thấp. Nó thấp tối đa là mấy mét anh? Nó thấp tối đa là mấy mét? Bay 2 mét. 2 mét hay đến mấy ha? Anh đang bay là 2 mét hay đến mấy vậy? Giờ thì châm thuốc rồi tiếp tục. Thuốc này cái gì với cái gì anh? Thuốc này thuốc gì? Thuốc này ba cái calasuto với dưỡng hạt, thuốc ăn rồi này kia. À.
này cử này cử vô gạo chỉ chủ yếu là xịt bao vô gạo với nhờ cổ vé rồi. Dạ. Đây các bạn, nó có cả hai cái camera hành trình. Có chứ, nó camera hành trình đằng trước nè. Rồi đằng sau nè. Rồi nó có cảm biến. Cảm biến là vô cây là nó không có vô các bạn. Đó, giờ thì lắp pin. Mỗi một lần hết thuốc thì mình lắp pin. Đợt này lỡ đây mình không có thèm sạc pin luôn hả? Sạc chứ. Ơi, vừa hôm mình có xịt cái nắp ở đó rồi. Có, đóng mấy hồi đợi đó. Chắc gọn chứ luôn. Nhìn vậy đi. Đi thêm. Nó biết thiếu nước luôn ha. Ừ, nó biết thì nó biết cái lượng nước, coi lượng nước nó dừng nè, rồi đây coi cái lượng nước trên đây luôn, nó biết nó tính cho mình luôn, tính nó tính nước cho mình luôn các bạn. Bạn thấy cái lượng thuốc nó phun xuống nè. Xa quá mình quay không mấy gì rõ. Bây giờ thì bay tay các bạn. Nãy giờ thì bay tự động thôi mà, bây giờ thì bay tay. Nước nó bay vào mặt của mình luôn à. Thuốc nó bay vào mặt của mình luôn. Người ta muốn bay cao, cao cũng thấp thấp à. Này là bay, bay là bay tay. Nó có hai chế độ bay, bay tay và bay tự động. Bay tự động là bay theo sơ đồ. Còn bay tay thì mình điều khiển đâu thì nó bay đó. Rồi, video của mình cũng đã dài các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Anh em nào có nhu cầu muốn sử dụng con máy này thì liên lạc thì số điện thoại mình sẽ để ở trên màn hình các bạn.